nhanh đấy các bạn ạ. Khối động cơ 1.0 lít tăng áp này nó phản ứng khá là nhanh đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Lên 100 rất là nhanh, dễ dàng thôi. Không có gì khó khăn cả. Phần phía bên trên nựa táp lô đây, màn hình trung tâm giải trí ở đây, hay là tất cả mọi thứ ở đây, mình thấy rằng là cái mức độ hoàn thiện thực sự rất là tốt. Xin chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Ngày hôm nay thì mình mới có cơ hội để cầm lái thực tế chiếc Toyota Jay, một trong những chiếc xe nằm ở trong phân khúc crossover hạng A. Khi mà chiếc xe này cập bến ở tại thị trường Việt Nam thì quả thực nó đã tạo ra những cơn sốt với những cái doanh số được đặt hàng gần như là xô đổ tất cả các kỷ lục hiện nay ở tại thị trường Việt Nam khi một cái mẫu xe mới ra mắt. Thế thì ngày hôm nay mình xin phép được chia sẻ tới quý vị các bạn về cái cảm nhận của cá nhân mình trải nghiệm thực tế trên chiếc xe Toyota Jay này. Còn về những cái liệt kê những cái tiện ích trang bị công nghệ ở trên xe thì có lẽ là các bạn cũng đã có rất nhiều những cái thông tin ở trên mạng, và mình sẽ xin phép mình sẽ không chia sẻ quá sâu, mình sẽ chỉ đi sâu vào cái phần chia sẻ cảm giác lái, vận hành và cái không gian trải nghiệm của người dùng thôi. Theo như mình được biết thì chiếc xe Toyota Jay này sở hữu một cái khối động cơ 1.0 lít tăng áp, sản sinh ra cỡ khoảng tầm 98 mã, đạt được ở những giải vòng tua 6.000 vòng. Mô men xoắn thì ở ngưỡng khoảng 140 Nm, ở những giải vòng tua khoảng 4.000 vòng là chúng ta đã đạt được rồi. Và nếu như mà chúng ta so sánh với các đối thủ trong phân khúc hạng B thì mình cho rằng là khối động cơ 1.0 lít này tuy rằng về dung tích xi lanh nó nhỏ hơn so với các đối thủ, thế nhưng để mà nói về khả năng vận hành thì quả thực đây là một mẫu xe đem tới những cái trải nghiệm khá là thú vị, và tí nữa mình sẽ chia sẻ tới cho quý vị các bạn sâu hơn. Nếu như mà để nói khối động cơ 1.0 lít này sản sinh ra mã lực thì nó đang tương đương với mẫu xe VinFast Fadil với khối động cơ 1.4 lít đều sản sinh ra 98 mã và 140 Nm. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi trải nghiệm thực tế ở trong nội đô, ở những cái cung đường đông đúc, phương tiện giao thông đi lại và chúng ta thường xuyên chờ đèn đỏ như thế này, và vận hành ở những giải vận tốc gọi là trung bình và thấp thôi, 450. Đôi khi đường thoáng thì chúng ta có thể là đạp sâu chân lên một chút, lên khoảng tầm 60 để xem cái khả năng vận hành của khối động cơ 1.0 lít tăng áp của Toyota Jay nó đem tới cho chúng ta những cái trải nghiệm ra sao. Nói một chút về những cái tiện ích hay là những cái trang bị ở đây thì các bạn cũng có thể thấy là với 527 triệu nếu đăng ký ở Hà Nội khoảng trên 600, chúng ta có rất nhiều thứ hay ho. Cái mức độ hoàn thiện mà mình vừa thấy ở đây ấy là nó rất là tốt. Cái phần phía bên trên nựa táp lô đây, màn hình trung tâm giải trí ở đây, hay là tất cả mọi thứ ở đây, mình thấy rằng là cái mức độ hoàn thiện thực sự rất là tốt. Và với cái mức giá khoảng trên 500 triệu, các bạn sẽ rất khó để tìm kiếm được một cái mẫu xe tương đương. Đấy, trong khi đó thì cái tầm nhìn ở đây, khi các bạn cầm lái, các bạn cũng có thể thấy là cái tầm nhìn nó rất là rộng, dễ dàng quan sát hai bên. Đấy, hai bên tai xe như thế này thì là mình cảm thấy là rất là thông thoáng và cảm giác rất là dễ chịu. Tầm nhìn phía trước cũng vậy, nó rất là bao quát thoáng. Cái phần táp lô này nó thiết kế gần như là bằng phẳng hoàn toàn, nó không nhô lên như một số các dòng xe tương đương ở trong phân khúc. Còn về tất nhiên là tất cả ở chỗ này thì chúng ta chỉ thấy được những cái vật liệu nhựa thôi. Thế nhưng mà với cái mức giá tầm tiền khoảng trên 500 thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi được, đúng không ạ? Và chỉ với những cái cú vẩy chân ga nhẹ như thế này thôi là chúng ta đã có thể thấy là xe có những cái trải nghiệm nó rất là nhanh và đem lại một cái cảm xúc phải nói rằng là thực sự là hiếm khi mà chạy một chiếc xe Toyota mà có được cái cảm giác như này luôn. Với 527 triệu đồng mà mình cho rằng là những cái trang bị như này là thực sự rất đáng đồng tiền mất gạo nha các bạn nhé. Phía bên trên gương của chúng ta còn có cảnh báo điểm mù nữa. Đấy, vô lăng thì ở mức gọi là khá là nặng tay, và cái độ phản hồi với mặt đường thì mình cho rằng nó khá là rõ ràng đấy nhá các bạn nhá. Mặc dù đây chỉ là một chiếc xe crossover nằm ở trong phân khúc hạng A thôi, thế nhưng mà cái độ phản hồi với vô lăng thì mình cho rằng là nó khá là xiết.
ở trong nội đô mà chúng ta di chuyển như thế này thì kể cả đối với các chị em phụ nữ hay là các bạn lái mới thì chúng ta vẫn cảm thấy được cái phần vô lăng này nó tương đối là nhẹ khi mà chúng ta di chuyển luồn lách qua những con phố nhỏ và với cái mật độ giao thông dày đặc. Về khả năng cách âm chống ồn thì tất nhiên là với khối động cơ 1.0 lít turbo thì chúng ta sẽ có những cái tiếng ồn dội vào từ bên trong khoang máy vào bên trong cabin xe. Tuy vậy thì mình cho rằng cái điều đó nó cũng không làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu, bởi vì về bản chất thì nó cũng sẽ bị triệt tiêu bởi những cái tiếng, nếu mà chúng ta di chuyển ở trong phố như này hoặc chúng ta vừa di chuyển chúng ta bật nhạc thì những cái tiếng ồn đó nó cũng sẽ không gây ra cái cảm giác khó chịu cho chúng ta. Này, màn hình LCD công nhận là của nó phân giải tốt, đẹp. Nhưng mà thực ra nếu mà cái tầm tiền này mà mua mà nó cũng trang bị đầy đủ này, chắc con này hot nhỉ. Con này giờ ký chắc không có xe đâu nhỉ. 40 triệu lấy luôn. 40 triệu lấy luôn à? Vẫn biết kèm lạc. Nói chung là xe thì không có thì chấp nhận thôi, mà đi mà tầm tiền này mua là quá hợp lý rồi còn gì nữa nhỉ. Màn hình đây kết nối đầy đủ hết à? Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth đây đầy đủ hết nhỉ. Chạy ra cao tốc một tí nữa. Cao tốc á? Chạy ra đây. Trên... ra đây luôn nhỉ anh nhỉ? Không phải đi thẳng lên trên, rẽ lên trên được. Thẳng lên trên, ra thẳng lái luôn. Đỡ phải vòng nữa. Các bạn thấy không? Cái nước ga mà nó đẩy lên khá là nhanh đấy, bởi vì khối động cơ 1.0 lít turbo này nó mình cho rằng là cái khả năng mà phản hồi nó rất là nhanh đấy. Mà nó gần như là 1.9 1.10 so với khối động cơ 1.0 lít EcoBoost mà ngày xưa mình cũng đã chạy của Ford Fiesta. Đấy rẽ phải luôn anh nhỉ. Rẽ phải luôn này. Vô lăng như này là nhẹ đấy và hợp lý chứ không phải là nhẹ quá đâu. Hợp lý ấy. Vô lăng này là hợp lý, bởi vì nếu như mà di chuyển cứ đều đều như này thì nó cũng sẽ tương đối là nhẹ, nhưng mà nếu mà chuyển sang chỗ số S này thì nó nặng tay hơn một chút đấy, nặng tay này đấy. Như thế này là nặng này, không nhẹ quá. Cái thiết kế của vô lăng thì mình cho rằng là ở mức hợp lý thôi đấy. Như chạy con Tucson chẳng hạn của Hyundai thì cái vô lăng nó thiết kế khá là nhỏ, và cái phản hồi khi mà di chuyển ở trong phố ở những giải mà tốc chậm nó nhẹ quá, nhiều khi nó khiến cho mình cảm giác nó cứ rất là mơ hồ. Thế nhưng mà con này mình thấy rằng nó ở mức gọi là hợp lý. Đấy. Điều hòa lạnh sun vòi luôn. Điều hòa rất mát. Điều hòa Toyota lạnh. Đây, thấy chưa? Úi giời ơi. Sướng đấy. Con này chạy phê ấy. Tầm tiền này là ok rồi. Ra cao tốc thì chuyển sang chế độ S đi. Sử dụng lẫy chuyển số sau vô lăng đi cho nó có tí thể thao.
mình cũng không ngờ là với một cái chiếc xe như là Toyota Jay với mức giá loanh quanh khoảng trên 500 triệu mà nó thể hiện như này là quá là xứng đáng rồi, thực sự xứng đáng đấy. Mà đấy cũng là lý do tại sao mà khi mà mới ra mắt thì cái lượng đặt xe nó gần như là xô đổ tất cả các kỷ lục. Càng ngày Toyota họ càng tôn trọng khách hàng Việt hơn với những cái dòng xe rất là chất lượng như này, như là Jay, như là Cora Cross đấy. Chính vì lẽ vậy mà với những cái dòng xe như vậy thì đánh giá rất cao về cái mức độ gọi là tiếp cận được người dùng. Với Jay thì đấy, các bạn có thể thấy là chúng ta có rất nhiều trang bị, đúng không ạ? Đáng đồng tiền bát gạo, màn hình LCD, màn hình tablo dạng LCD này đấy, thiết kế đẹp, phản hồi tốt, nhanh, màn hình trung tâm giải trí cũng vậy đấy. Còn tất cả những cái thiết kế ở trên này cũng thế, tablo theo kiểu dạng 2 tầng này, nó rất là, nói chung là trẻ cá tính đấy, mất đi mà nó gần như là nó rất là phù hợp với đại bộ phận, đa phần người dân, chẳng hạn như những người trẻ này. Người trẻ thì ok, là rất là hợp lý rồi. Còn những người trung tuổi một chút đi cái xe này cũng rất là ok, rộng rãi, không gian thoải mái. Phần phía bên trên đầu gối ở đây thì có một cả một cái khoảng không gian để chân nó rất là thoáng. Hai bên cột chữ A cũng vậy, dễ quan sát, gương thiết kế to, táp lô phía trước làm bằng phẳng. Đấy, nói chung là tầm nhìn là rất là ok với một chiếc xe như thế này. Mà lại đăng ký ở Hà Nội cũng loanh quanh cỡ khoảng 600-601 thì mình cho rằng là đúng là con này sẽ là một trong những con xe mà thành công nữa của Toyota ở tại thị trường Việt Nam. Sonet mới ra mắt nhưng mà Sonet thì giá cũng hơi cao. Chờ đợi cái bản chạy thử của Sonet thì mình sẽ chia sẻ tới quý vị các bạn sâu hơn. Đấy, mình hiện tại đang chạy chế độ S thì vô lăng đấy, các bạn có thể thấy là nó khá là nặng tay rồi, siết. Đây, phản hồi của khối động cơ 1.0 lít nó khá là nhanh đấy. Thực sự mình rất thích những cái mẫu xe nhỏ như này là nó sử dụng cái khối động cơ turbo. Ở chiếc xe này thì chỉ có cái trọng lượng khối lượng khô là 1040 kg, tức là nó nhẹ hơn so với chiếc xe Toyota Vios khoảng 100 kg, nặng hơn so với VinFast Fadil, một mẫu xe hạng A khoảng 70-80 kg, cứ cho là 100 cân đi. Thế cho nên đấy cũng là một lý do để giúp cho chiếc xe này nó có được những cái sự thanh thoát, nó nhanh nhẹn. Cảm biến cảnh báo điểm mù phát huy tác dụng. Ở trên vô lăng này thì chúng ta còn có một cái nút power mode nữa, tức là khi mà chẳng hạn như leo đồi, leo dốc này, chúng ta muốn vượt xe thì chúng ta có thể là chuyển sang cái nút này. Đây, nó nằm ở đây. Đấy, vòng tua nó sẽ cao hơn. Đấy, nhưng còn đi bình thường này chúng ta cứ để chế độ thông thường thôi thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống treo thì như mình đã chia sẻ rằng là nó sẽ khá là cứng khi mà chúng ta di chuyển 1 đến 2 người lớn. Thế nhưng mà điều đó mình cho rằng là nó cũng không có gây ra cái cảm giác cho chúng ta cảm giác khó chịu. Mà đổi lại, khi mà di chuyển ở tốc độ cao như này, các bạn sẽ thấy là nó sẽ là ưu điểm cho chúng ta chạy tốc độ cao, di chuyển ngoài đường trường, chạy chuyển làn, hoặc chúng ta ôm cua. Đấy là ưu điểm của những hệ thống treo cứng. Và bây giờ thì thông thường các hãng xe họ lựa chọn cái hệ thống treo kiểu như thế này với một cái mẫu xe giá rẻ. Đấy, bây giờ thì tốc độ khoảng 60 trên 60 km và vòng tua cỡ khoảng 3.000 vòng, và mình đang di chuyển ở số tay. Hiện tại đang số 4 nhá, chuyển lên số 5 đi. Số 5 thì vòng tua máy cỡ khoảng trên 2.000. Số 6 thì dưới 2.000, nó sẽ tiết kiệm hơn. Thế nhưng mà nó sẽ hơi đuối. Đấy, nhưng mà chúng ta di chuyển tốc độ như này thì chúng ta chạy khoảng số 4 là hợp lý nhất, dễ vượt xe. Chỉ cần một cú vẩy chân ga nhẹ nhàng như này là chúng ta đã có thể là vượt một chiếc xe rất là đơn giản. Đấy,
cái trọng lượng khối lượng khô nó cũng là một yếu tố để giúp cho tôi ra Toyota J nó đạt được những cái vận tốc rất là tức thì. Đây, các bạn muốn vượt xe đúng không ạ? Đấy, chúng ta chỉ cần nhích chân ga như này thôi, vận tốc lên 100 km rất là dễ dàng. Chính tỏ là khối động cơ 1.0 lít turbo tăng áp này nó đang thể hiện, nó đang phát huy rất tốt về cái khả năng nhồi khí, nó kéo rất là nhanh. Tuy vậy thì đấy, như mình đã chia sẻ với các bạn, nhược điểm của nó sẽ tạo ra những tiếng ồn mà chúng ta sẽ nghe thấy rõ ràng ở bên trong khoang cabin xe. Nhưng nếu như các bạn vừa di chuyển, chúng ta vừa bật nhạc hay là chúng ta nói chuyện với những người xung quanh như này, thì những cái tiếng ồn đó nó không gây ra cảm giác khó chịu một chút nào. Còn về khả năng cách âm chống ồn giữa thân xe và phần phía bên ngoài, không khí xung quanh với lốp và bề mặt lốp chẳng hạn như vậy, thì mình đánh giá rằng nó ở mức gọi là trung bình khá, gọi là ở mức khá, mức khá thôi. Bởi vì bản chất là tầm tiền như này chúng ta cũng không nên đòi hỏi quá nhiều. Các mẫu xe ở trong phân khúc này đều có một cái khả năng cách âm chống ồn gần như là tương đương nhau thôi. Đấy, khi các bạn ở chế độ S, chúng ta sử dụng chế độ thể thao như này đấy, thì vô lăng nó siết, mà cái độ phản hồi với nó, phản hồi với mặt đường thì mình cho rằng là nó rất là rõ ràng đấy các bạn ạ. Đấy, bây giờ thì rõ ràng hơn rất nhiều. Đấy, cái đấy cảm giác nó hơi giật. Bởi vì chúng ta đang đi qua những cung đường nó có độ ma sát lớn, đồng thời có những G trên mặt đường. Vòng lên số 3. Khối động cơ 1.0 lít turbo của Toyota J này mình đánh giá rất cao đấy, về cái độ phản hồi của nó. Các bạn trẻ mà thích mà lái theo các phong cách thanh niên, phong cách thể thao, thì mình cho rằng khối động cơ này nó cũng có thể đáp ứng được cho các bạn cái cảm giác đó. Với tầm tiền như này thì đúng là nó thực sự rất là xứng đáng đấy các bạn ạ. Đánh giá qua những cái tiêu chí đó là cái cảm giác thoải mái khi các bạn cầm lái, với phần vô lăng hệ thống treo ở mức gọi là cứng, gọi là vững chắc khi các bạn chạy tốc độ cao, tầm nhìn quan sát tốt. Đấy, đó là những cái ưu điểm rồi. Trên 600 triệu một chút đăng ký ở Hà Nội thì thực sự mình cho rằng là nó rất là phù hợp. Bên cạnh đó thì với những cái trang bị tiện ích như này, cái độ hoàn thiện của nó thì các bạn cũng có thể thấy thôi, đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều những thứ hay ho ở đây. Số 4 thì vòng tua máy nó cũng sẽ loanh quanh ngưỡng khoảng 2.800 đến 3.000 vòng trên phút. Chúng ta muốn vượt xe, chúng ta về số 3 này. Thấy chưa? Kéo nhanh đấy các bạn ạ. Khối động cơ 1.0 lít tăng áp này nó phản ứng khá là nhanh đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Lên 100 rất là nhanh, dễ dàng thôi. Không có gì khó khăn cả. Đây là một trong những cái sự ấn tượng của mình khi mà cầm lái cái chiếc xe Toyota J này. Khối động cơ 1.0 lít tăng áp phản ứng rất nhanh, kéo rất nhanh,
hộp số DCVT thì nó cho thấy cái khả năng mà sang số, nhảy số nó cũng rất là tức thì. Và các bạn di chuyển thì các bạn sẽ có rất nhiều những thứ hay ho ở đây khi mà chúng ta lái ở chế độ số tay. Đấy. Nếu muốn nhẹ nhàng một chút chúng ta gẩy số lên 5, 6, 7. Còn nếu như mà di chuyển như này thì mình cho rằng nó cứ chạy khoảng tầm ở trên số 5 thì là ok rồi. Vô lăng bây giờ thì nó đã khá là siết. 100 cây thì vô lăng khá là siết, siết căng, độ phản hồi ở mức gọi là tốt. Về số D vậy, số D chạy để cho nó nhẹ nhàng hơn chút. Chạy ở số D như này thì nếu mà chúng ta di chuyển ở những giải vận tốc đều chân cao khoảng 60 thì nó cũng sẽ loanh quanh khoảng trên 2000 vòng trên phút. Công nhận là ngồi con này công nhận nó rộng thật, thoáng thế, sướng. Được. Nói chung là ok. Ngon, con này ngon đấy. Tầm tiền như thế là ok quá còn gì. Yeah.